Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Hôm nay là sáng ngày chủ nhật anh em. Ngày 9 tháng 10 2022. Thì mình biết là giờ này chắc anh em cũng đang lên dao lên thớt rồi ha. Chuẩn bị lên mâm rồi. Bữa nay chủ nhật mà mọi người. Mình hồi nãy giờ cũng được khoe với anh em là mình cũng được mấy độ rồi nha. Nhiều anh em nghe nói mình cũng được, tưởng đâu gói được mấy cục hàng. Không phải, mình được mấy độ rồi mọi người. Có nghĩa là mấy độ mời mình á. Nhưng mà bữa nay mình bận quá không đi được. Lý do bận là như anh em cũng thấy nè, trước mặt nè, mé bên phải nè, mé sau lưng nè, rồi kế mé sau lưng nè, đó đó là những thùng hàng. Rồi ở trong nhà nữa, ở trong nhà thêm mấy cục hàng nữa nha, lát hay lôi ra gói luôn. Thì giờ tối chưa gói kịp. Rồi đây nè, pin pin mình chưa quay, chưa giới thiệu cho ai luôn, mà mấy anh ảnh thấy mình quay đèn á, cái quay rồi cái dính dính ba pin nè, quay dính dính ba pin vô cái máy ảnh cũng đã hỏi thăm và đặt hàng rồi. Nói chung là pin silicon 410W nha anh em, pin chuẩn chỉ đẹp cực kỳ của nhà máy ha. Nhà máy đem về và mình bán luôn, mình không bán pin cũ nha mọi người. Nhiều anh em nhắn tin hỏi pin cũ mình không có bán nha, mình chỉ bán pin mới thôi. Đấy, pin silicon nè, quá đẹp, mình đem về 100 tấm nha, bán cho anh em thoải mái luôn. Rồi, trước mặt mình là một cái JD8500L, JD500W của hãng Zhenjiang. Đây, thùng của nó đây. Đấy, anh em nào mà có nghi ngờ về vấn đề chính hãng hay không thì anh em thùng nhìn cái thùng anh em biết à. Thùng của đèn ha, đây là thùng của tấm pin. Thùng của tấm pin đâu rồi? Ờ, thùng của tấm pin nó rớt mất tiêu rồi. À, thùng của tấm pin mới đây mất tiêu ta. Anh em đợi mình xíu ha, mình đi tìm cái thùng của tấm pin nha. Mới khui đây mà. Hồi đèn lát kiếm, mình bỏ đâu chả nhớ. À, bỏ đằng kia mọi người. Bỏ cái thùng đằng kia rồi. Đấy thì cái tấm pin này là tấm pin bao nhiêu watt đấy? 70W à. À, 70W anh em, 70W. Quá lớn luôn ha. À, đèn mặt trời mà tấm pin tới 70W là quá quá khủng luôn. Cái tấm pin này lớn hơn tấm pin của L200 luôn nha mọi người. Lớn hơn tấm pin của L200 luôn. L200 là cũng là 1,9 triệu giống này nè. Nếu mà L200 anh em không có lấy cái ống trúm là cũng 1,9 triệu giống này nè. Đó. Chiều dài của tấm pin là 8 tấc 25. Chiều ngang của tấm pin là 5 tấc 15. Đó, tấm pin 70W. Còn cái đèn á, chiều ngang là 4 tấc 2. 4 tấc 15 chứ. Còn chiều dài á là 5 tấc 2, 5 tấc 2. Tấm pin là 70W ha. Bộ pin lưu trữ là 60A và có 804 con SMD 5730 nha. 804 con. Thì cái này mình gửi cho anh Hùng ở thôn 2. Thôn 2 Phú Vân, Bù Gia Mập, Bình Phước. Thôn 2 Phú Vân, Bù Gia Mập, Bình Phước. Thì cũng là khách cũ thôi. Anh Hùng hỏi anh lấy cái gì đó mình cũng không nhớ, anh lấy lâu lắm rồi. Cũng mấy tháng rồi đó. Bữa nay anh quay lại anh chơi một cái JD 500W và một cái JD 300W nè mọi người. Một cái đơn gọi là mạnh luôn nha. Đơn này là 3 triệu 350 ngàn nha anh em. 3 triệu 350 ngàn. Đấy, một cái JD 500W và một cái JD 300W. Đấy, hàng chất lượng không? Anh lấy hàng xịn không anh em ơi? Đó, cái JD 500W nè. Để cái tấm pin với cái đèn là thấy là nó hết chỗ để luôn, hết cái bàn luôn. Đi kèm với tấm pin chúng ta có ray để bắt pin anh em. Ray này bằng thép nha mọi người, không có sét đâu. Rồi remote. Rồi tắc kê ống vít để bắt cái đèn. Trong đây có bộ lon con tán nhiều. Rồi dây sạc dài 5 mét và dây rất là to tướng. Thấy không? Hàng JD thì bằng nhôm ha, nhôm nguyên khối. Đó, nhôm nguyên khối nha anh em. Rồi tấm kính của nó đây, chá. Đó, bự mênh mông luôn ha. Mình có thể để cái điện thoại mình lên cho anh em lấy cái cỡ nè. Cái điện thoại mình lạc lõng giữa giữa cái đèn luôn mọi người. J7 hay 16 đó anh em, nó cũng bự đó nhưng mà cái đèn quá to luôn đúng không? Nhìn cái điện thoại rất nhỏ. Đèn quá bự luôn. 1 triệu 9 một bộ nha anh em. Đấy, thùng bọng đầy đủ. Mình sẽ gói cái này và cái 8300L này nó giống như cái thùng này nè anh em. Gói giống như cái thùng này nè. Đó, cái thùng này cũng là một cái JD 500 với lại một cái một cái đèn 369, 369. Đó, gửi đi cần đứa cần vô gì đó anh em, cái thùng đó. Ok chưa? Còn bây giờ mình cũng làm một thùng giống vậy để gửi cái này nè. Đấy, hàng chất lượng quá mọi người. Mình thấy hàng vô cùng đã luôn, chất lượng. Đấy, anh em đam mê cứ hú mình nha. 0766874311 nha anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành test đèn này, auto này. Đấy. Đấy.
Auto. Ok không? Đèn này thì quá sáng luôn. Quá sáng. Đấy. Phát hiện một cái lỗi nha. Đây mình chỉ cho anh em coi một cái lỗi của đèn nè. Bấm bấm nãy giờ mới phát hiện đó. Có một con led không cháy anh em thấy không? Một con led không cháy. Đó. Nếu mà anh em đem về nhà, anh em xài mà thời gian khoảng chừng vài tháng, vài tuần gì đó, có con led không cháy thì anh em có quyền bảo hành. Nhưng mà hôm bữa giờ mình thấy cũng có nhiều anh em 804 con là mà lỡ như có con led không cháy thì còn 803. Nói nhiều không nhiều thì nói ít không ít, nói chung là nó cũng không có thay đổi gì cái gì độ sáng của đèn hết, chỉ có một con không cháy thôi thì anh em sẽ không có đổi lại. Hôm nay mình cũng thấy nhiều anh em không đổi, nhưng mà bây giờ nó nằm nằm ở nhà mình á. Thì đang nói chuyện với anh em thì có cuộc gọi điện thoại ha. Thì cái này nếu mà chúng ta xài ở nhà của chúng ta một thời gian lâu rồi thì nó đứt con led thì không sao, phải không? Đứt con led thì nhầm nhò gì đâu, gửi bảo hành thì gửi tới gửi lui nó hơi tốn tiền mất thời gian thôi. Cho nên mấy anh em thấy đứt con led mấy anh vẫn xài bình thường, nhưng mà giờ đứt con led nè, giờ phải đi đổi ha. Nên ngay ở đây là phải đổi liền nha anh em đó. Những con led này á, là nó mắc song song với nhau, cho nên cái vấn đề mà đứt một con led thì những con led còn lại nó vẫn cháy bình thường. Đấy, vẫn cháy bình thường, cho nên anh em xài nhà thì được, chứ còn mình đây mình bán là mình phải đổi liền ha. Và mình gửi cái này ngược về công ty, công ty nó sẽ đền cho mình một cái đèn mới. Đó, anh em thấy 804 con led mà nó bị rớt hết con thấy không? Ngay chỗ cái tay mình chỉ vô đó, rớt hết con. Thì rớt con đó là mình không thể nào bán được nha. Nói chung là mình bán lúc nào cũng vậy mọi người. Cái đèn nó phải 100%, chứ còn 99,9 thì cũng không được nữa. Cho nên bây giờ đem đổi nè. Khui thùng mới, lấy cái đèn mới đổi ha.